À, xin chào quý vị khán giả và toàn thể quý cô bác và anh chị tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của Ân Ông. À, hôm nay là ngày chợ 30 Tết nha các bác nhé. À, Ân Ông sẽ rủ em cái đi chợ chơi và mua cho em cái một đôi dép. Dép cũng rách hết rồi. À, không có dép đi. Đi. Hơi lạnh. Ừ. Hôm nay chợ Tết 30 thì chợ cũng vẫn họp bình thường, chợ vẫn đông bác ạ. Ui, lạnh thế nhỉ? Nhà của nông thì ngay chợ các bác ạ, chỉ ra cửa phát là đến chợ luôn. Ở ngoài chợ ngày Tết nên là tràn ra chợ rất là đông. Cầm cao cao như này. Ngày chợ cũng rất là đông. Ăn quả không? Ồ, hôm nay bán quả chạy đấy nhỉ? Ồ, hôm nay trong này không có ai đi chợ. Ồ, hôm nay trong này vắng chợ đấy nhỉ? Hôm nay không có ai đi chợ. Cô đi ra kia tìm cho cái một đôi dép nhá. Ồ, ngoài đường thì rất là đông nhưng mà vào trong chợ chả thấy ai. Cô bác ạ. Mai à? Ở trong này không có dép nhỉ. Ừ. Ừ, trong này không có ai đâu. Đi ra ngoài chợ và đi ra ngoài đường để mua đôi dép cho em cái của bác ạ. À đây, dép đây rồi. Nhưng dép này mỏng quá nhỉ. Thích lấy đôi nào? Hả? Thích đôi nào? Giờ khao tư. Dép này hơi mỏng. Đi sang bên kia đi. Ở ngoài đường thì anh em đi đứng ngoài đường rất là đông nhưng mà thực tế ở trong chợ lại không có ai. Hôm nay vắng chợ. Rồi. À.
cho một đôi dép thầy Tâm ơi. Thầy Tâm cho đôi dép của ông đi. Đi vào kia cái. Một. Lấy cho một đôi dép cho cái với. Thử xem nào, thử xem nào. Cái ơi. Thì thế, hồ chủ. Ôi rồi ôi, đôi này có mà không vừa. Chân nó bé. Đấy, chân nó như này mà vừa ở đâu. Lấy đôi bé bé thôi. À. Cái này, cái này, cái này. Lấy đôi này nhá. Đi. Đồng khách quá nhỉ. Đâu sang cái đôi bé bé thôi. Đôi bé quá. Thử xem nào. Ô đôi này bé quá. Đôi này bé quá. Ô loại đấy móng này có mà 37-21 còn chưa được 7 ngày. Không có loại dày à? Có đâu. Có đâu. Hả? Có đâu, không có rồi. Không có thì về. Lên trên kia. Nếu mà mình mua cái loại mỏng quá thì nó lại sẽ bị rách rất là nhanh. Nhanh đi. Ở đây này. Xem đôi nào, đôi này đúng không, cái này chắc là vừa đấy. Xí xách hù chủ nhà xa đi xí mà phú lắm hả, đúng không, cái này là vừa đấy. Thôi đi đôi này đi, giày thì không đi, lạnh này mà toàn đi dép tổ ong quá cả. Mấy nhiêu nhỉ hả? 35 à? Không chưa? Chưa. Đôi dép 35.000. Phú chịu. Phú không? Ôi, thế được rồi. Đi mua cho em nó vài gói kẹo nữa. Đi lên trên này. Lấy cái này không? Vô gì vô? Gì vô? Nó tha chứ nó. Nó tha chứ nó. Rồi chị. Rồi. Rồi tha. Đang bảo mua cho em nó mấy gói kẹo nhưng mà em nó lại không thích bác ạ. Nên là tính mua cho em nó mấy lọ nước để em ăn Tết. Nước ngọt. Rồi đê ta. Đê. Đê ca. Đê siêu. Chị chưa? Cũng không lấy các bác ạ. Muốn mua cho em nó ít nước để ăn Tết. Nước ngọt nhưng mà em nó bảo không lấy, không mua. Nói thì tí sẽ cho em nó bánh chưng là được rồi các bác ạ. Bởi vì mình em nó cũng chả ăn được nhiều. Đi.
thì nó tha là nó chỉ thì nó chỉ ta thì chỉ một thôi bao này. Non gió chị nó nó mà gió ở bên luôn mùa chị nó mà nó chị chị nó hôm nay là còn cái mặt nạ kia ở với cái miếng gì nhỉ chị xem ở ấy chưa có cái thằng giống gì ấy. Một, lấy quả nhé, một quả nhé. Hả? Giờ chí hả? Nó thì nó là lấy à, em mua cho một ít. Lấy cho cháu 1 cân. 1 cân. Vậy đây. Loại này ngon hơn hay loại này ngon hơn? Loại nào cũng ngon. Loại nào cũng ngon. Cô cân thế nào? Có một cái đấy thì làm sao mà làm được chúng con? Ra con, ra ngoài. Bao nhiêu? 20.000 rồi. Giờ được, được, được. Cân bao nhiêu đây? 15.000. 15.000 một cân. Ra muốn nó chi ờ đi chẳng có gì em chưa hiểu thôi đi về đi ơi chị bỏ ra anh ông cũng muốn đi mua cho em nó một ít kẹo với lại đồ này nọ nhưng mà em nó là một mình không ăn không mua nên là chỉ mua được cho em nó ít quả các bác ạ. Tí nữa sẽ cho em nó một ít bánh nữa là ok. Đi về đó, xong rồi tí đi lấy bánh. Nào, đi ra bánh này.